lên trước rồi. Đừng ký tên nè, nặng mà chích thuốc. Lên ký tên, nặng đi chích thuốc nè ơi. Ghi tên vô, tên họ. Ghi họ tên là lên sang năm mấy. Sang năm mấy gì dùng giấy lên xã nè. Sao bắt cách ly hết chậm. Kê 6 giò gà là gì? Hai bịch mũ lắc kê 6. Thằng trên không phải ha. Mai mốt mình khoan giếng ở đâu nè? Hai bịch lắc kê 6. Ờ, giếng còn lâu. Bên đó cất bò đó. Giếng còn lâu. Khi nào mà nó hết chỉ thị 16? Không được, không xài nước này tội nghiệp. Các cô cho mà, các cô kêu mà. Em đừng có tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ, cẩn thận, kỹ càng. Rồi. À, em bú sữa này. Xuống đây nè. Vô họp chi bộ đây. Có họp chi bộ. Họp chi bộ. Đây vô ký tên lượm tiền nè. Vô đây. Vô đây lấy ký tên lượm tiền nè. Đi lại ngoài nha. Hả? Tên gì vô. Ký tên lượm tiền. Chứ từ thiệt đó, mình từ thiệt lắm mà. Ghi tên vô chảy. Ghi dùng nó, nó không biết chữ. Ghi tên vô. Nhí không có biết chữ. Tên gì? Tàu lao. Vậy. Không có ông thằng. Đâu biết chữ kìa, em đọc, em ghi lại dùng cho nó đi. Cho rõ, nó đành không có dành. Ghi hết cũng đọc, ghi hết cũng đọc. Bình đi bộ đội mà mình biết, mình dành ấy, mình ghi dùng. Ờ, thiếu là thằng này, gùng đại. 90 chưa? 90 với đâu, 80. Bỏ nó đi. 80, không ghi 80 mà. Đấy. Cậu thấy sung sướng không? Đúng rồi. Năm bịch sướng. Nè. Ờ, cái nằm có đã không? Nằm sướng không? Giò trên, giò dưới. Thầy như nhà bình sướng có nước máy xài ha? Ngủ. Có nước máy xài này. Lăng kề. Bú sướng không? Bú phê luôn này. Xay ke luôn rồi. Nước tới bà nội giật ra cái là nước. Thế hả? Giật ra là khóc liền nha. Uống nước phê phê. Cho con ta tắm rửa sạch sẽ này, nằm trên đùi mẹ. Bắt kề sáo hả? Ai ghi chú ghi đó hả? Dạ. Con hỏi ông lại ông 80 90 không? Mình đâu gọi mua với. Để đo bài ngang nó là bao nhiêu. Đi xuống thì 90 đó. Không thì bao nhiêu mét nè mà anh tính bảy ống. Đo ngoài với người đó nó bảy ống đó. Người ơi. Là một ống nó 4 mét là anh đưa đầu nông vô là mắt nó tắt người ta không hiểu rồi. Vui. Nó nghe nè. Tụ hết lên đây. Mình hợp chi bộ giúp coi. Học chi bộ dùng cho anh Nhí coi. Anh Nhí đang chuẩn bị lên trước rồi. Đừng ký tên nè, nặng mà chích thuốc. Lên ký tên, nặng đi chích thuốc nè ơi. Ghi tên vô, tên họ. Ghi họ tên là lên sang năm mấy. Sang năm mấy gì dùng giấy lên xã nè. Sao bắt cách ly hết chậm. Rồi ký tên lên nè. Đừng vậy. Anh đèo đâu? Đèo đi đổ nước rồi.
ghi tên gì, tên gì, tên gì, vô nè. Ở chỗ nào? Chị em lên xã Năm Thanh nữa, bạn chích thuốc. Thằng ơi, rồi. Cái này đây là, đây là, đây là, đây là ký thuốc khác, bình ký rồi, tới lượt em kìa. Chích mũi 2. Cái này, cái này đi lên chích nước dừa. Cái này là chích nước dừa. Để viết đây, chạy. Chích cho cái giả. Chích cho cho mình cái giả. À cho vui cái giả. Mà phải ống không? Mày ông thằng ơi, ông 90 mà ông gì ông 80 thì giác trả rồi cũng chết. Thế kêu em lên đó. Tại đó qua tới bên ngoài ấy thì tới 7 ống chữ ơi tôi. Tại ông cũng 4 mét hả? Mà đo mấy nhiêu mét vậy? Ngoài đo ra ai đo chữ hao bển đó thì thấy cộng dây đang cốp lại tao tính ra. Kiểu gì ông 1.000 ngoài hả? Mua ở đâu? Nó giao tới đây luôn. Giao tới chỗ mà. Em khỏi phải chở. Đây chị chốc thì đưa tiền cho đi mua. Không kêu nó giao đây thì chị trả tiền. Ha. Qua chở vô. Nó chở chở đây nè. Chở không giá hả? Chở anh trả đi em. Cái co co 80 là đổi lại co 90 nha. Người ta mi gió dễ ợt mà không biết mi gió gì nè. Nhí, nhí. Nhí mi gió. Nhí cái này. Trời mẹ đi. Vậy cái này. Đi đại đi có đâu có cả. Mi gió đại đi đi. Đi chạy rồi. Đó gồ nó lại chứ nữa. Đó rồi. Đó rồi, cái đó chính xác thằng Phú qua nó nhìn nó biết luôn rồi mà. Nó thằng hiếm cái vui. Có gì vậy? Bây giờ sáu ống mấy mà mới tới tới mé hả? Rồi đưa 7 ống. Tới cái mí cây bằng 6 ống rồi đó. Thì 7 ống rồi. Phú nó nhìn nó biết mà nó này 7 ống rồi. Thờ nó đo rồi nè. Ngoài còn gì nữa vui. Thờ nó đo là chính xác rồi. Ông bà phải cho ra ngoài cái sông luôn chứ tóc sao bé đó sao được. Tóc bé rồi nó hồi định luôn. Ngủ. Em cho ăn kẹo. Không ăn kẹo gì nó vụt thì sao? Không ăn kẹo bắn ốc. Đúng giờ đầu mẹ chứ ông nhỏ ông 90 sao ngạc nên đi chơi mẹ ông bự 101 mẹ. Ủa 101 gì? Nếu không bắn keo thì bắn ốc. Ốc chích á. Bắn mà nói vô gì bắn con nói vô bắn con hả? Dán keo cũng được gì nó dễ gì. Không rồi có, nó con ngạc á. Có khó. Sao ngạc rồi bắn gì mà mua con ốc chích cục hơn nha, đừng mua ốc dài, mua ốc cục gì nè. Bắn hả? Gì bắn ốc chích nhỏ này nè, ốc chích nhỏ á. Ốc chích 16 gì đó. Ông kêu mua 2 bịch lắc kê không à, 6 vô gà. Ghi vô mẹ. 2 bịch mua lắc kê 6. Ông ghi còn hơn chữ bác sĩ Tùng mua. Ghi chữ của tay mà. Để đó đi bà đừng có đẹp cây ngang đó, người ta không chịu á. Ông nói sao mà ông đọng đọng ghi ống 80 kìa. Ông nhìn cái ống đó, ông tưởng ông bên bờ. Chút ghé thằng thấy nó vừa có, nó có vừa lửa á. Nó có mà 3 con buồn vừa lửa không á. Buồn nó có 5-6 trái à. Bộ nó có 5-6 trái à. Đâu lại kia. Trời ơi dư trả lại chứ có. 140. Là uống mới đủ á. Về đây giấy tờ cái một gặp cái rồi trong nhà mày mua gì đó trả cho mày luôn đó. Cho dễ lấy chết mẹ rồi. Có coi phim trời mày mà đi. Có coi phim không? Có rồi tính tính nó bậy rồi. Hay rồi nè, rồi nè đăng ký chích vaccine của Australia hả? Vậy nói tránh chích được 2 mũi luôn. Chích đầu tuần chích rồi ông ngoại chích. Ông ngoại ông Thiện quá. Thiện bán dừa. Ra ngoài kêu chặt hai dừa chích luôn à. Chích là hai trái luôn hả?
đâu phải mấy cái cống đâu, tôi chờ ống 20 thôi. Ông sao gọi ông kêu món tử hai tá cử hả? Hai tá là 200 đó. Hai tá ông kêu mua 200 mấy á. Qua mua ống 200 bằng kia. Đặt vô cái tao xây cái hố gà đó. Đặt vô. Mưa đổ nó thiếu nó chảy nữa. Cầm hứa đồ hả? Với tiền nhắc gói hút chạy. Chạy con đi rửa tay miệng chưa? Nhà nhà. Con rửa tay miệng chưa? Mày chưa rửa miệng, mày đi vô rửa miệng. Đi vô cái miệng đi ra. Còn ông nó quánh cái đít xin vô rồi. Nam cái bụng nó vậy đó. Ăn rớt cái cơm ra cái mẹ vô. Ăn mẹ vô. Hai ơi. Hai. Sao? Rồi sao? Đứng dậy kìa. Rồi sao? Đứng dậy. Giãn ngáo rồi. Thôi. Đây mà chú nói gì là mất cỡ gì mất cỡ. Đây giãn ngáo rồi. Nè thôi nè. Muốn đi đâu đi. Giãn ngáo rồi nè. Rồi máy tính điện thoại tính đây. Chưa 8 mấy rồi. Tính tiền công nữa tôi mười mấy ngày nữa. Bể ống hết mẹ, 1 triệu 5 ngàn. Nhiều ống. 150 ống cái gì? Đây nó 150 ống hả? Ủa? Ông mua theo ống chứ. Đâu qua hỏi gọi vỏ chứ. Ống gì? Ống gì mà 150. Ống gì? Đặc quà. Ống đặc quà hả? Ống đặc quà chứ mua đâu 150. Mình hiện có. Quà sen. Tôi có tiền mua về mỏng hả? Vô lấy. Ông ngoại nó đặt quà với quà sen không à? Vô lấy đồ gì vậy? Đâu cần phải ấy đâu. Đó là tiền của mình bỏ ra đâu. Cái này của Mạnh Thường Quân cất mà. Cái nhà của mình nếu mà mọi người có cất, mình có cất là của Mạnh Thường Quân cất mà. Nó có cái nó có trên mạng hết rồi mà. Quyên góp nó cho mình mà. Đâu phải gì đâu mà đợi phải đi hôn. Nếu mà có làm được là làm thôi à. Chỉ đăng ký kết hôn nó đâu trong khẩu khẩu nó đâu có phải không? Bây giờ chính vì cái khẩu khẩu có hàng nhỏ hả? Người ta mới cho khẩu khẩu không có trong con quyền thì ok bình thường. Đâu thì đâu có được ngày là có hậu khẩu rồi đó. Khẩu nó không có. Được ngày được giờ là em cất mà không có cần. Chứ có cái hậu khẩu thì nó lu bu. Đợi ly hôn biết giờ nào mấy tháng hoặc lần. Nhà nước nó hòa giải 2-3 lần. Đây là nhà em mà đợi ly hôn, nhà em sập rồi. Cả cái nhà nó một hết rồi. Nếu mà ai mà có thương á giúp cho em thì là làm dỡ ra chứ không là mưa gió bão rồi mùa này mùa bão nè. Tội nghiệp á chứ không có ảnh hưởng tới vợ em hết á. Tới nhà bình mà cây xài trước em đâu có dám mé đâu. Nó gieo người ta mà em dám mé. Tại vì nó trước mình mé lại được. Em đừng có mé, em để cái xài đó đi. Phẩm chị Kim Tư bán rắc thì mà mé mà nó cái đó đâu ảnh hưởng tới nhà ai đâu. Dạ, bởi vì em nhà bình nó cắt mướn người nấu ăn nữa. Hai người nấu ăn, nấu ai nấu? Hai người ăn. Ai nấu? Bắt bà Duyên xuống nấu cơm. Thì nếu mà có được các nhà thì chị mày xuống nấu cơm cho. Duyên nói không đó. Vậy? Tắt cái ấy rồi. Tắt nhạc đi con. Tắt rồi nhây. Mê. Cái gì? Sao hước 4 cây. Cây gì đâu. Nhưng sao hước mấy hước? 6-4, 24 là 24. 6 cây. Có 6 cây mà nó tới mé là lại ra rồi sao? 6 hước mà 4 cây chút rồi nè. Rồi 4 lần vậy? Ừ, là 24. 24 thì 6 cây.
6 thước á, là 4 cây. Là 6 cây đó. Cái kinh luôn. Nếu mà 6 cây là 36 thước. Để về đó mấy cây. À nó 6 cây nhưng mà ai chừng hao ra ngoài kinh nữa là ai mua 7 cây. À vậy phải rồi. 47 28. Ờ đúng rồi đó. Hợp lý rồi. Ra ngoài nếu mà rớt trên bờ đâu được. Mua ở đâu? Mày là hoài mấy á. Gan hăng đi, gan hăng mua cho kẻ. Bây giờ sao mày giác được không? Không, dùng cái vỏ tầm kìa. Anh Nhật. Đi cái vỏ đi. Chạy ra ngoài. Xuống xuống đậu. Đâu đi đặt đông đâu? Chở sống 4 người. Đi 4 người nè. Đi em đi xe. Ai biết lỗi hết mình. Đi không đi, anh cho đi. Đi đi vỏ. Đây, bố mình đi đi vỏ không nhí đi xe. Đừng gấp bự đi xe chứ. Đi kia luôn mà đừng đắng sạm luôn. Để cho quay chứ. Năm người không sao chứ. Anh nhí mấy thằng đi cho thầy. Năm người rồi ngồi chuyện đó sao chở. Đi chở mấy cái ống nước rồi. Năm người rồi nói sao không chở cái bảy cái ống đó. Hả? Bảy cái ống đó nhiều quá. Mấy cái ống đó đâu nặng nè con. Không được, nguy hiểm lắm. Ừ. Không được. Chiếc vỏ đó mà chở 5 người mà thêm 7 góng nữa. Coi bơ ống nè. Biết lỗi không? Anh Cường. Gì? Biết lỗi không? Mày nói. Người ta đặt công mà. Là 5 góng. Sợ ta đánh lỗi á hả? Từ bên này qua bên kia. Đại khán giả coi đang làm việc coi. Có kiến không? Có kiến không? Có kiến không? Đang làm việc á. Trời ơi, chắc cái gì vậy? Có kiến không? Đi gió đi đi. Lấy kiến đi. Bỏ giấy chứ thú chỗ lú đồ lên đấy. Trời. Trời. Dạ. Trời ơi. Gió ơi. Hôm nay mặc đồ lịch sử luôn á. Kéo quần quậy. Vô mà lấy không như đặt tay lấy không như đặt ra cái. Không có chơi đứng nó kéo quần quậy. Đi giả vậy, đi giả vậy. Đi. Không hết nha.